Anh nào mà thích 3110C mà kiếm không ra thì chơi con 3109 thì cũng đẹp nè. Đó. Đây, máy mới nha. Vodafone. Thông tin về máy đó. Vodafone. Màu gay, màu xám đó. Đó. Nè, cái siêu chưa khui nè. Đó, giờ. Dạo này em quay tặng chưa khui siêu thôi cho nó vui. Đó. Giờ khui nè, đó, giờ khui cho anh chị xem chơi nha. Cảm giác mà khui siêu là sướng nhất thế giới. Cắt ra. Đó. Không biết trong có gì nữa. Nhiều khi mở ra không có máy nữa. Người ta bán cho mình là người ta không có khui luôn. Mình mở biết hên xui. Đó. Cục sạc thấy không? Niêu 100% nè, còn bụi nè, thấy không? Mở cái nè. Đó, bụi. Cục pin biết có phù không nữa, hên quá chưa có phù rồi. 5C mà zin cỡ này là xuất sắc, thấy không? Quá trời quá đất luôn. Pin này sẽ 24 ngày anh chị. Đó, ở dưới tai nghe đó, thấy không? Tai nghe xài chung với 63 sát thương dưỡng như đây đó. Rồi cái máy vô máy đi đó, vậy không quá trời không có gì bằng. Trời ơi, coi coi. Ui xuất sắc xuất sắc đó, hiểu không? Chơi mấy đồ zin nè, cầm nó sướng nè, thấy không? Tiền nào của đó thôi đó, đẹp không? Còn đâu chơi nó gì, mở nắp nè. Gung luôn á, tiện tay gung đó, chưa đồ gì người ta nhìn xuất sắc luôn. Thẻ nhớ không có, chưa gắn, tùy máy nha. 63 máy mới thì có thẻ nhớ nha anh chị, nó gắn sẵn rồi, máy này không có thẻ nhớ đó. Đồ giả không, bây giờ quan trọng là mở mạng chưa nè, chưa biết nữa nè đó. Bỏ sim vô, chưa mở mạng thì em đi mở mạng coi là không tiếng Việt nha anh chị, nhớ giùm em. Rồi chưa có pin luôn, máy mới lâu quá rồi chưa có siêu mà đó. Quá đẹp anh chị ơi, nó vô chuẩn nè, Vodafone nè đó, thấy không? Đó, đồ đồ new người ta phải vậy chưa, có sống luôn, thấy không? Đó, kiểm tra đề máy nè. Đó, 2007 đến giờ, thấy không? Nè, 3109. Vô chuông nè. Quá trời quá đất. Âm thanh rất là ấm luôn. Cái chuông Nokia ngày xưa nghe nó hay anh chị. Còn bây giờ Nokia sau này của Trung Quốc không à, chán lắm. Thấy không? Quá đẹp. Xuất sắc. Con này không có đẹp em, chỉ nghe gọi cái nhạc thôi đó, không có camera luôn, hợp lý. Có nhiều anh đi kiếm máy mà không có camera là khoái xài lắm nè, thấy không? Quá đẹp luôn đó. Bây giờ bỏ cục pin vô, sạc pin cho đầy lên, anh nào mua thì lụm thôi. Đó, quá đầy đó, ghim sạc. Thấy không? USB, tai nghe, ghim sạc. Rồi, vậy thôi. Còn đồ chơi nó gì? Xuất sắc. Rồi, cảm ơn chị xem clip.